từ những vở cải lương kinh điển nổi tiếng một thời đã làm rung động biết bao trái tim của quý khán giả Bồ Điệu. Hướng đến xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm của nghệ thuật sân khấu cải lương. Cải lương Bạc Liêu được phục vụ rộng khắp đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh cũng như quý khán giả Bồ Điệu cả nước. Nhà hát Cao Giang Lầu trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bạc Liêu thực hiện chương trình nghệ thuật âm giang già cổ, và chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp định kỳ 3 số đầu tiên trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bạc Liêu vào tối thứ bảy của tuần cuối tháng nhằm phục vụ đông đảo quý khán giả Bồ Điệu bốn phương. Và đêm nay, số đầu tiên của chương trình nghệ thuật âm giang già cổ, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị vở cải lương kinh điển của cố soạn giả Yên Lan. Mời quý vị cùng theo dõi. Lý cô nương, xin cô nương hãy dừng bước. Ông là ai? Quân thù đang bủa lưới khắp nơi, xin cô nương hãy trao bảo vật lại cho sư mẫu. Bảo vật gì? Ta không biết gì cả. Lý cô nương, cô nương đừng có đóng kịch với tại hạ nữa. Cô nương và tại hạ đều là những kẻ phò tống diệt nguyên. Văn Nguyên Soái và cả đoàn nghĩa quân ở Hoa Nam đang nóng lòng chờ đợi. Chờ đợi gì? Chờ đợi nửa bức mật đồ của Lý Tổng Binh từ Tương Dương Thành gửi đến. Tương Dương Thành thất thủ, giặc giả ta đã... Sao? Lý Tổng Binh thế nào? Chết rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho giống hồn Lý Tổng Binh được... Im ngay! Ông bảo là thuộc hạ của phụ thân ta, tại sao ông không biết về Tương Dương Thành thất thủ và cha ta tuẫn tiết? Lý cô nương, xin cô nương đừng có hiểu lầm. Sư mẫu được lệnh của Lý Tổng Binh về Hoa Nam xin diện binh của Văn Nguyên Soái đã một tuần trăng rồi, nên không hề hay biết về việc Lý Tổng Binh đã tử trận. Mô Phật! Diện binh đâu mà Tương Dương Thành thất thủ? Và phổ thân tôi vừa gục chết đầu. Rồi mai đây trên vàng nếu đường sao xám bóng quân thù, xin cô nương hãy trao tôi bảo vật rồi cùng trở lại Hoa Nam. Bảo vật gì? Lý cô nương, xin cô nương đừng nghi ngại. Đây là lệnh bài của Lý Tổng Binh. Đúng rồi, lệnh bài của phụ thân ta. Nửa bức mật đồ là phân nửa sự bí mật của một kho tàng vô giá. Đúng, với kho tàng ấy, Văn Nguyên Soái có đủ tiền mua lương thực suốt 10 năm để chống quân Mông Cổ đó. Lý cô nương à, đừng nghi ngại nữa, hãy trao nửa bức mật đồ lại cho tôi. À, cảm ơn. Không, phụ thân ta bảo phải tự tay ta giao đến cho Văn Nguyên Soái. Nhưng quân thù đang bủa lưới khắp nơi, tôi được lệnh của Văn Nguyên Soái đón nhận nửa bức mật đồ, hòng đánh lạc hướng bọn quân Mông Cổ đó. Lý cô nương à, thời gian không còn kịp nữa, mau trao nửa bức mật đồ lại cho tôi, nhanh lên. Khoan đã, cô nương chớ vội tin. Thiết Đà La, tại sao quân Mông Cổ chính là ngươi? Danh con từ đâu đến? Ta từ địa ngục đến đây. Ngươi đến đây làm gì? Để bắt ngươi về trình diễn cùng Diêm Chúa. À, anh hùng cứu mỹ nhân à? Được, hôm nay tao sẽ cho mày với nó chết chung một chỗ. Chết! Tráng sĩ, tha mạng. Cảm ơn. Mày chờ tao đó. Ngươi, cô nương hãy cẩn trọng, vì quân thù sẽ có trăm mưu ngàn kế để gạt cẩm cô nương đó. Xin đa tạ, ông đây là... Là đệ tử thứ hai của Lôi Phong Kiếm Dương, tên là Cao Nguyên Bình. Còn tôi, Lý Hồng Miên, xin kính chào Cao Huynh. Lũ ranh con, mau trao nửa bức mật đồ lại cho ta.
mới bỏ chạy như chó, bây giờ trở lại đây để đòi lại nửa bức mất đồ à. Xin kính chào Bạch Long Sứ. Người Mông Cổ đã có mặt ở khắp Trung Nguyên, đừng giải khờ mà chống lại sức mạnh của Phong Vũ Bảo. Thiết Đà La đạo hữu, quá tại hạ nhiệm vụ đã hoàn tất xong chưa? Tổ bà đó, đáng lý ra là tại hạ đã giải quyết xong rồi, nhưng mà cái thằng đánh con này nó cứ theo ngăn cản tại hạ. Tài của đạo hữu đạp bóng Hy Mã Lạp Sơn, vậy mà để thua một tên đánh con này sao? Bạch Long Sứ, xin ngài đừng có nóng vội, chọc lạc nữa thôi tại hạ sẽ bóp nát nó ra, băm nát nó ra, nghiền nát nó ra thành từng mảnh vụn. Bạch Long Sứ, ông có tin lời hắn nói không? Có thể lắm chứ. Vậy xin mời những cánh tay sắt thép của người Mông Cổ đến để bẻ gươm gỗ một cô gái Trung Nguyên. Hỡi gái Trung Nguyên, đừng hung hăng xem thường thiên hạ mà làm mất đi giá yêu kiều diễm lệ. Hãy cùng sư mẫu trở lại Thảo Nguyên, hai chúng mình sẽ dựng một phòng loan. Kẻ tu hành mà lại có hành động bất lương thì chẳng khác nào là ác quỷ ma dương. Kẻ quý quyền nắm cả sức mạnh Đại Mông sẽ càng nắp thắp bốn phương xa, thì có xa gì đến một cành hoa. Hoa Trung Nguyên tươi đẹp sẽ đâm thùng tìm loài soi ngoại mông như Vũ Bảo cùng Phong. Đừng có đùa mà uống bạn phí công. Thiết Đà La đạo hữu, có tại hạ. Giết chết cô gái này và lấy lại nữa mất mặt đồ. Xin tuân lệnh. Cô nương hãy bảo trọng. Quận chúa đến. Xin kính chào quận chúa. Ai đang giữ nửa bức mật đồ? Chính là tên Cổ Mộ Thiên. Thì ra nàng quận chúa Mông Cổ lừng danh thiên hạ, giang nam giang bắc nghe tới phải cúi mặt kiên quay. Thật không uổng phí lòng của ta từ bấy lâu đã ngưỡng mộ. Cổ Mộ Thiên, ông định xen vào chuyện của người Mông Cổ à? Tại hạ chỉ làm theo sở thích của mình. Nhưng đó là một ý nghĩ tự cao tự đại. Giang hồ nghe tên phải cúi mặt, võ lâm chưa có đối thủ xứng tầm, truy hồn kiếm có quyền kiêu hãnh đó. Nhưng đối với người Mông Cổ, không một ai có thể có được sức mạnh vạn năng. Xin quận chúa hãy chứng minh lời nói của mình. Trang trọng mời truy hồn kiếm đối ẩm cùng ta. Mời. Xin mời. Xin mời. Không hổ danh là truy hồn kiếm. Không hổ danh là quận chúa Mông Cổ. Xin mời. Xin mời. Truy hồn kiếm Cổ Mộ Thiên, ngươi hãy mau giao nộp nửa bức mật đồ. Nửa bức mật đồ ta đang cất giữ ở đây, ngươi có bản lãnh cứ đến đây mà lấy. Bạch Long Sứ, ông không phải là đối thủ của truy hồn kiếm. Quận chúa, hãy lui đi. Quận chúa, cầu quận chúa, hãy lui đi. Ta còn bận đón tiếp truy hồn kiếm một khách quý của Bảo Xuyên quận chúa. Quận chúa, tất cả lui đi. Xin đa tạ quận chúa đã dành cho tại hạ quá nhiều mỹ cảm. Hơn thế nữa, Đại Mông sẵn sàng đón tiếp truy hồn kiếm bước lên địa vị thật cao sang với một tương lai rực rỡ, với ngàn hoa đua nở, làm xinh đẹp một mùa xuân nơi dựng nghiệp khách anh hùng. Xin đa tạ tâm tình của quận nương, nhưng trời đất rộng muôn phương, không cột chân được người gió bụi à, chưa ai làm khiếp sợ Cổ Mộ Thiên. Nhưng ta đây có đủ mọi quy quyền, một người phải quỳ dưới chân của Bảo Xuyên. Quận chúa ơi, xin nàng chớ cợt đùa, ta chưa hề đùa cợt với ai.
Tại hạ nghe giang đồ đồn rằng quận chúa có một gương mặt tuyệt trần và đường gươm cũng vô cùng quán tuyệt. Bịa đặt, nào có ai thấy được dung nhan của ta đâu mà bảo rằng ta xinh đẹp, và ta cũng chưa từng một lần ra kiếm, thì lấy gì xác định ta là kẻ tài ba? Nhưng hôm nay tại hạ muốn mình là người đầu tiên được nhìn thấy gương mặt của quận chúa. Được, ta sẽ hậu quạt suốt đời cho kẻ nào thi hành được lời nói đó. Quận chúa nói nhớ giữ lời. Ta chưa từng nói hai lời. Bôi. Xin mời. Hi. Ta và ngươi không thù không oán, bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Lần đầu tiên trong đời của ta lại thấy được một tay kiếm vô cùng quán tuyệt. Hơn thế nữa, nửa bức mật đồ của Truy Hồn Kiếm đã bị ta lấy mất rồi. Hả? Nửa bức mật đồ ta vừa lấy được đâu rồi? Nó đang ở đây. Ngươi mau trả nửa bức mật đồ lại cho ta. Một người Mông Cổ, một gã ma đầu thì không có quyền giữ lấy báu vật của người Trung Nguyên. Ngươi, nhà ngươi chưa từng nghe đại danh Truy Hồn Kiếm Cổ Mộ Thiên à? Truy Hồn Kiếm Cổ Mộ Thiên là cái quái gì mà ta phải sợ? Ngươi, Truy Hồn Kiếm, ông hãy giết chết cả này và lấy lại cho ta nửa bức mật đồ. Ta sẽ trở lại đây và khoác cho ông chiếc áo Hoàng Thiên Sứ, một địa vị cao nhất của những thiên sứ Mông Cổ. Đa tạ quận chúa. Đó, ngươi đã nghe rồi đó. Quận chúa bảo ta phải giết ngươi. Cho dù ta có chết, nhưng kho tàng và báu vật của người Trung Nguyên không thể nào rơi vào tay của quân Mông Cổ. Được, vậy thì ta sẽ cho ngươi đi chầu Diêm Chúa. Thằng Trần Con, ta thấy ngươi tuổi còn trẻ, không giết ngươi. Còn nửa bức mật đồ này, nó sẽ thuộc về ta. Nó sẽ thuộc về ta. Kìa, đại ca. Tiểu sư muội đó à? Vâng, là tiểu muội đây. Tại sao lại ra nông nỗi này? Ai, ai đã hại đại ca? Đại ca đã bất tài vô dụng nên đã thảm bại trước Truy Hồn Kiếm. Truy Hồn Kiếm Cổ Mộ Thiên, tên đại ma độc gian ác. Đại ca, niềm tủi nhục nở quan cừu, mình hãy tạm thời gác lại. Còn bây giờ, đại ca hãy từ từ muội trở lại Hàng Phong Cốc. Không được, đại ca đã đánh mất nửa bức mật đồ, đại ca không thể nào trở về Hàng Phong Cốc để gặp sư phụ. Đại ca nói thế có nghĩa là Khi nào tìm lại được nửa bức mật đồ, khi ấy đại ca sẽ trở về gặp sư phụ. Đại ca, tỷ muội, tại sao hôm nay em lại đến nơi này? Không phải hôm nay mà từ nhiều hôm về trước, tiểu muội đã đến đây ngồi một mình trong quán vắng. Dõi mặt trời xa chờ đợi một bóng người. Tiền muội chờ ai? Chờ một người trai đã mây trắng xa Hàng Phong Cốc, để một mình em giữa núi rừng hiu quạnh nghe cô đơn chiếu nặng linh hồn. Còn nhị đệ đâu? Sao nhị đệ không an ủi dỗ về em? Nhị sư ca vẫn ở
lòng em không bao giờ nguôi thương nhớ. Vì vì em đã trót yêu đại sư ca. Minh Tuyền, dài nắng dầm sương, lòng ngất ngây say chờ gió để tỏa hương, mà dối giả không dè được mưa mai gió trương. Ôm trọn mộng trong cánh non yếu mộng, không dù nắng sương nào thương tiếc cánh hoa mềm. Nắng trong giường cũng làm đẹp hướng dương, dòng tưởng làm chi ánh mặt trời rực rỡ. Khoảng cách quá xa xôi cùng đau tâm sự, tắt ánh mặt trời là sơ xác cánh hoa xuân. Đại ca nói thế có nghĩa là... Tiệt muội, đại ca và muội không thể được. Đại ca, tại sao lại như vậy? Đại ca ác lắm mà. Nhị ca, nhị ca đến đây từ bao giờ? Từ lúc muội gục không. Nhị ca có nghe gì không? Nhị ca nghe thèm một bình rượu ấm. Nhị ca nghe thèm một lời tâm sự giữa đêm khuya. Thèm một cơn mưa bụi nhỏ và nỗi buồn dây dặn kéo xa hơn. Bình Nhi đệ, gặp đại ca, để không mừng sao? Để mừng lắm chứ. Mừng? Tại sao để không nói với đại ca một lời nào hết vậy? Thì nãy giờ để nói, đại ca không nghe sao? Nhưng... Vậy là để đã giận đại ca rồi. Không, tiểu đệ lúc nào cũng yêu quý đại ca. Đại ca đã vô tình làm cho em buồn khổ, nhưng lòng của đại ca lúc nào cũng thương tưởng các em như một thâm tình đã từng sớm chia. Dù mai này chia thôi, đường vàng nẻo xa xôi, nhưng anh vẫn giữ trong hồn một hình ảnh vuông tròn với bao kỷ niệm vui buồn của những ngày ta sống bên nhau. Đại ca, với ngày tháng thương đau chất nặng tuổi mù khờ, em chờ đợi đến bây giờ rồi tuổi buồn em ơi. Đại ca ơi, niềm ước vọng của một cô gái ngây thơ đã gửi trọn tâm tư vào cho đại sư ca. Bình Nhi đệ, để nói cái gì mà kỳ vậy? Tuyền sư muội là của em, là của em mà. Đại ca, đại ca, thôi muội đừng nói thêm một lời nào hết. Đại ca chỉ xem muội như là em gái mà thôi. Bây giờ muội hãy cùng nhị đệ trở về hàng phong cốc, kẻo sư phụ nóng lòng đợi mong. Đại ca, còn đại ca? Đại ca sợ lại đây tìm cho bằng được tên cổ mộ thiên lấy lại nửa bức mật đồ. Nguy hiểm lắm đại ca. Đại ca, đệ cũng vừa thoát nguy hiểm từ tay quân Mông Cổ đó. Rồi tại sao đệ về đây được? Dạ, chính cái ban chủ Phùng Nhất Chi đã cứu đệ. Cái ban chủ Phùng Nhất Chi? Dạ. Thôi được rồi, hai em hãy mau trở về hàng phong cốc, kẻo sư phụ trông đợi. Dạ. Tiền sư muội, chúng ta đi. Đại ca.
của lão bối đã xác định được địa vị của ban chủ cái bàn và những lời tôi nói là sự thật. Cũng tại mày, cũng tại mày mà lỗ trơn à. Nè, quỷ nhỏ, mày giỏi lắm. Được rồi, để tao lấy rượu cho mày uống nha. Đại huynh, đại huynh có thể cho tiểu đệ cùng tham dự buổi tiệc rượu hôm nay. Được rồi, uống rượu mà không có bằng hữu thì rượu sẽ mất ngon. Xin mời huynh đài an tọa. Đa tạ đại huynh. Rượu đây, rượu ngon đây, rượu ngon đây. Rượu hoàng cúc mà uống với chung phỉ thúy thì còn gì bằng nữa. Ủa, cái thằng này là thằng nào đây? À, dạ, xin kính chào lão bối. Dạ, đây là người bạn của tại hạ, sẽ cùng chúng ta đối ẩm đêm nay. Ê, rượu mắc tiền lắm nha mày. Bộ mày tính rượu hết dòng họ mày lại đem uống hết rượu nhà tao à? Nếu không bằng lòng thì tôi đi nơi khác. Nè nè, đừng đi, ở lại uống rượu với tao. Uống rượu với ông không có gì lý thú, uống phải có bạn có bè mới có người đối ẩm, phải không huynh đài? Dạ đúng. Tao nói mặt tao, nhưng uống thì cứ uống, uống hết bầu này tao lấy thêm bầu khác nữa. Vậy huynh đài hãy uống đi cho vui dạ kẻ đại đần. Sẽ là bạn tâm giao. Cảm ơn. Trời đất ơi, hai đứa mày á là lũ rảnh con. Sao không lâu quá trời, tao chưa uống ly nào mà đã hết trơn. Rượu có ngon thì tối nay mới uống. Nếu như chẳng bằng lòng thì xin đi nơi khác. Đi quên đài. Nè. Xin đừng đi. Các ông già các bác biết khổ cho già này, sao rót hoài rót mãi. Hãy uống đi cho cái men rượu cay nồng. Xin đa tạ thâm tình để không bao giờ quên được buổi hôm nay. Uống cho thật là say, cho thấm đậm nghĩa kim bằng. Ơi hỡi trời, tao có uống ly nào đâu. Ủa, nói gì nãy giờ lão bá chưa có uống ly nào hết hả? Nãy giờ hai mày uống không? Tao có uống ly nào đâu. Trả tao mày. Dạ. Mày nữa, trả tao luôn. Dạ. Nhưng mà kể từ giây phút này, bình rượu này là của tao. Rượu ngon. Tiểu bối, từ từ. Rượu ngon. Tại hạ tên thật là Tần Lĩnh Sơn. Còn huynh đài? Dạ. Huynh đài tên gì? Đại huynh, sao đại huynh lại chọn giai của tiểu đệ? Có sao đâu, tứ hải giai huynh đệ mà. Đại huynh. Đại huynh làm nhục tiểu muội rồi. Thì ra huynh đài là gái à? Tề hạ muôn vàn đắc tội, xin cô nương hãy niệm tình tha thứ. Sơn ca đã sai chưa? Tôi vừa mới tỉnh. Từ lúc nào? Từ lúc tôi biết được cô nương là gái. Rồi sáng mai mỗi kẻ một phương trời. Có gì dừng bằng nhau đâu, chia sẻ chút
hãy gọi em là Hồ Muội. Hồ Muội. Định số đã sắp bày, tình yêu và đau xót. Sao lại là đau xót khi chúng mình vừa gặp gỡ đêm nay? Một ngày kia Sương Ca sẽ hiểu. Còn bây giờ? Bây giờ chúng ta chỉ là đôi chim nhỏ đang chấp chới bay vào khoảng tối mù xa. Nãy giờ vào trong một mình tao nấp hết bầu, bây giờ tao lấy bầu mới ra cho hai thằng. Ủa, nhỏ này là nhỏ nào đây? Dạ, đây là người bạn của tại hạ. Tao hỏi thiệt mày nha, từ đây tới sáng mày còn dẫn bao nhiêu đứa lại đây nữa? Dạ, đây là người bạn của cuối cùng của tại hạ. Và tuần rượu này cũng là tuần rượu trót đêm nay. Ở ngoài này tuyết rơi lạnh lắm, nếu như hai đứa mày cần vào trong, tao cho mượn cái phòng tâm sự. À, đúng rồi, đúng là lão già đánh chó đây rồi. Thiết Đà La, câm miệng, nghe ta hỏi, có phải ngươi là kẻ bịt mặt đã giải cứu Cao Nguyên Bình và Lý Hồng Miên không? Nếu như là ta thì sao? Nếu như là ngươi thì ngươi phải chết. Sơn Ca, đây là chung rượu ân tình sáu cuối, tặng cho người lưu niệm đến ngàn năm. Thôi nhé, đêm nay trời trở gió. Mai một em về.
kìa, nhị ca. Tiền sư muội, sao hôm nay nhị ca buồn vậy? Bỗng dưng hôm nay Quynh nghe lòng mình se lạnh. Còn muội, muội có nghe thấy gì không? Một vài cơn gió cuối thu buồn thê thảm, một vài chiếc lá thầm rơi rụng cô đơn. Tuyệt sư muội, muội vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn chờ, vẫn đợi. Một mùa thu đi, rồi những mùa thu đi, dặm trời xa mờ mịt gió mới về. Muội đã đánh mất những gì trong kỷ niệm. Tuyệt sư muội, muội vẫn còn quyến luyến đại sư ca. Phải, là sao em quên được? Phải, làm sao em quên được? Cũng như anh mang tâm sự của người lỡ cuộc, đừng bơ vơ trên bên đời. Đừng làm sao được, đó là tâm sự cô đơn của kẻ chắc chiêu nhiều kỷ niệm. Nhưng Bích Tuyền ơi, kỷ niệm ngày xưa còn mù xa như sương khói quyện lưng trời. Đừng nói lời tuyệt vọng, lòng của tiểu muội lúc nào cũng yêu quý nhị sư ca. Nhưng mà phụ thân, sư phụ, các con đã về rồi à? Dạ. Còn đại sư ca của các con đâu? Sao ta không thấy? Dạ. Thưa phụ thân, đại ca đang theo dấu tên đại ma đầu truy hồn kiếm. Hả? Sư phụ, trời ơi, tại sao? Tại sao nó lại giải khờ như vậy? Nó muốn làm con vật hy sinh trước tay kiếm của cổ mộ thiên sao? Thưa phụ thân, vì đại ca muốn cướp lại nửa bức mật đồ. Còn nói sao? Còn nói cổ mộ thiên đã cướp được nửa bức mật đồ à? Thưa dân, thưa sư phụ, hắn đã cướp được nửa bức mật đồ và đã đánh đại ca trọng thương. Có nghĩa giờ này hắn đã muốn tẩu về Kim Quốc. Không, hắn chưa về Kim Quốc đâu, vì hắn chưa lấy được nửa bức mật đồ còn lại. Sư phụ, chúng ta có thể chết chứ không thể nào để cho tên cổ mộ thiên nó làm nhục được. Ta gì dẫn nước suy di đến với cám lòng thẩm nhục, mang nỗi buồn của một kẻ mất quê hương. Với bao nhiêu xúc động trong hồn, nhìn coi lửa thay đốt cháy cả giang sơn, vì trách nhiệm của kẻ thẩm chờ đợi mọi người còn gian điệp quân thù.
gìn giữ thân dân với bao đời liên quan. Dạ, chúng con đang chờ quyết định của sư phụ. Các con hãy đợi đại sư ca của các con trở về, rồi ta sẽ truyền lại cho các con hoàn thành bộ Lôi Phong kiếm pháp. Chừng ấy các con mới có thể đối mặt với quân thù. Thưa phụ thân, nhưng đại sư ca ra đi biền biệt thì biết đến bao giờ mới hoàn thành bộ Lôi Phong kiếm pháp, biết đến bao giờ mới cướp lại được nửa bức mật đồ trong tay kẻ đại gian đại ác chứ? Xin kính chào lão ban chủ Phùng Nhất Chi. Xin kính chào lão bối. Đại danh của ban chủ rền vang thiên hạ, hôm nay mới được diễn kiếm, thật là hân hạnh. Nè, ta nghe thầy trò của các ngươi nói tên Cổ Mộ Thiên đang giữ nửa bức mật đồ à? Dạ đúng vậy thưa lão bối. Dạ đó là lời các môn đồ vừa kể lại cho tiểu đệ. Sức mấy á mà thằng Cổ Mộ Thiên nó giữ được nửa bức mật đồ ta đang cất giữ nó ở đây. Lão bối nói vậy là bối cất giữ nửa bức mật đồ thật à? Đúng vậy, nửa bức mật đồ nó đang ở đây. Đây nhỏ. Dạ ngươi có lấy nửa bức mật đồ của ta không? Không. Các người lấy nửa bức mật đồ của ta phải không? Dạ không có. Lão Quỳnh, nửa bức mật đồ đâu rồi? À, ta nhớ rồi, trong lúc ta đang đánh nhau với thằng Thiết Đờ đó, ta ngã xuống, hắn đảo ta lên, rồi trời đất ơi, hắn lấy nửa bức mật đồ của ta rồi. Lão Quỳnh à, có chuyện gì vậy hả Lão Quỳnh? Có chuyện gì vậy Lão Bối? Câu chuyện của ta vừa mới xảy ra. Chuyện mới xảy ra mà là chuyện gì vậy hả Lão Bối? Chuyện xảy ra vừa mới hôm qua, ta nghĩ mà ta thêm tư mặc kế thằng kẻ con phải đãi nó mấy bầu rượu ngon. Dạ xin Lão Bối hãy dừng cơn tức giận và hãy phân qua cho nó đầu. Chuyện như vậy mà làm sao ta dặn được, Lão Bối, xin Lão Bối đừng khinh thường tại hạ. Nè, mày định đi tìm cái thằng đại gian đại ác đó hả? Nếu như mày đi tìm nó, rồi mày để con Lý Hồng Miên nó chờ mày thì sao? Thôi được rồi, bây giờ cứ ở yên đây, ta sẽ đi tìm nửa bức mật đồ về. Ta tại Lão Bối, nè, lão già, cứ ở yên đây, ta sẽ đi tìm nửa bức mật đồ về cho nghe chưa? Lão Quân à! Ta dập trong cái chút thời gian. Cao Huynh. Lý cô nương. Em tìm Cao Huynh suốt mấy đêm ngày, gặp được Cao Huynh em mừng hết sức vậy đó. Lý cô nương tìm tôi có chuyện gì không? Dạ có chứ. Chuyện gì? Ủa mà Phùng lão bá chưa nói sao? Đâu có. Phùng lão bá đâu có nói gì đâu. Có, nói rồi, muội nghe rõ ràng. Nói cái gì chứ? Thì Phùng lão băng chủ nói có một người con gái yêu nhị sư ca tha thiết. Muội biết cái gì đâu mà nói chứ? Biết chứ sao không biết. Biết cái gì? Cao Huynh, cô nương đây là... Đây là Duyên Bích Tuyền, là sư muội của tại hạ đó. Tuyền sư muội của Cao Huynh. Cao Huynh ngắm xem em có đẹp bằng Tuyền sư muội của Cao Huynh không? Đẹp, đẹp lắm. Lý cô nương đây rất là đẹp, mà Tuyền sư muội của ta cũng rất là đẹp. Thôi đi, muội thì làm sao đẹp bằng Lý cô nương của nhị sư ca? Sư muội. Cao Huynh. Lý cô nương, tôi đã có rồi hình bóng một người thương. Người ấy là ai? Là Tuyền sư muội. Mộng từ đây đành gửi theo mây, theo
dòng. Tôi sẽ đứng giữa làm mai mối cho hai người. Tuyệt sư muội. Tôi thành thật xin lỗi Lý cô. Đó là định số. Cao huynh có làm gì có lỗi với tôi đâu. Nhị sư ca, tại sao nhị ca lại bỏ rơi một tấm chân tình tha thiết chứ? Nhưng mà... Đừng nghĩ đi. Đại ca đã về rồi đây. Nhị đệ. Nhị đệ. Đại ca về rồi nè. Ủa, có chuyện gì vậy? Tiền sư muội. Đại ca về rồi nè. Ủa, sao muội khóc? Đại sư ca không thấy tiểu muội đang buồn khổ đây sao? Nhưng mà đệ à, chuyện gì vừa xảy ra nơi đây? Sao đệ lạnh lùng quá vậy? Đệ đang buồn đau lắm đại ca à? Lạ nghe. Ở đây buồn đau, còn đây buồn khổ. À, ủa, còn cô nương này là ai? Tại sao cô có mặt nơi này? Trong cô cũng không được vui thì phải. Dạ, tôi đang não nùng tuyệt vọng. Tôi đang buồn bã lắm ông ơi. Lạ thiệt. Chẳng lẽ bao nhiêu nỗi buồn trên thế gian này hôm nay nó tề tụ về đây hết trơn sao trời? Lạ nghe. À, muội, muội buồn về chuyện gì? Tình yêu. Tình yêu. Còn cô nữa? Tình yêu. Tình yêu nữa. Ừ. Bình Nhị Đệ. À, Nhị Đệ buồn về chuyện gì? À, nó đó. Công nhận cái chuyện tình yêu này lạ thiệt à nghe. Ở đây ai cũng buồn, vậy mà có mình ông vui được hay sao? Xin lỗi cô nương, đây là những người thân thuộc của tôi. Trừ cô nương tôi không biết là ai. Nhìn cô nương hãy nhớ rằng, chúng ta đừng buồn vì yêu đương tuyệt vọng, mà chúng ta hãy buồn vì quê hương chúng ta bị giặc Mông giày xéo từng giờ. Xin đa tạ. Tôi vừa thức tỉnh sau một cơn mê ngủ, mong một ngày tái ngộ cùng ông. Xin cáo biệt. Xin giả biệt Cao huynh. Giả biệt. Nhị sư ca, huynh hãy theo ăn ủi đôi lời, kẻo cô ta đi vào tuyệt lộ. Nhưng nhị ca cũng sắp đi vào tuyệt lộ. Vậy thì ai? Ai là người ăn ủi nhị ca đây chứ? Bình Nhị Đệ. Bình Nhị Đệ. Tuyệt sư muội, sao em đối xử tệ bạc với Bình Nhị Đệ như vậy? Sao em không nghe lời căn dặn của đại sư ca? Đại sư ca, đại ca không thấy tiểu muội đang buồn khổ đây sao? Tần lên sao? Sao ông không nói một lời an ủi người ta? Kìa, quận chúa Mông Cổ. Đúng. Quận chúa đến đây để làm gì? Tất cả hãy lui đi. Ta đến đây để đòi ông một món nợ. Nợ gì? Đại ca, đại ca làm gì mà đi vay nợ của người Mông Cổ? Hồi nào đâu? Hồi đó đó, ông đã quên rồi sao? Quên cái gì? Một chiều khi lá cuối thu rụng đầy trên thảm cỏ, khách lữ hành quanh cả lối về xưa, tôi đã gặp ông nơi quán nhỏ cô đơn sao xuyên kẻ lớn đường. Đâu nó vậy trời? Thưa quận chúa. Điều chi? Đại hãn ra lệnh cho quận chúa
phải lấy bằng được cho nửa bức mật đồ nội trong hôm nay. Tần Lĩnh Sơn, ông có nghe gì không? Uy quyền của người Mông Cổ không thể chế ngự được lòng yêu nước của dân tộc Trung Nguyên. Nhưng chống đối với người Mông Cổ là tự tìm cho mình cái chết. Đó là cái chết vinh quang, ta đầy chấp nhận. Nhưng ta không muốn ông chết, ông có hiểu điều đó không? Kỳ lạ thiệt. Kỳ chỗ nào? Sự sống chết của đại ca ta thì có ăn nhầm gì tới nàng chứ? Phải rồi, ta chỉ là một kẻ đứng bên lề kỷ niệm, có tiếc thương thì trong sự cũng lỡ làng. Thôi, ta không muốn nghe thêm lời nào nữa cả. Giữa tôi và bà có một điều cần giải quyết mà thôi. Được, vậy thì hãy giải quyết bằng vũ lực. Được. Tần Lĩnh Sơn, lần cuối cùng tôi khuyên ông nên giao nạp nửa bức mật đồ. Giao nạp nửa bức mật đồ cho người Mông Cổ? Không, không bao giờ. Đó là những ý nghĩ điên cuồng. Thôi hãy im đi. Thôi tân si khờ dại, người dám chống lại với Đại Mông là mất mạng biết không? Ta quyết liệt cạnh ngăn, từng bước dân quân xâm lược, dù ngã gục nơi đây quyết chẳng đổi thay. Giữ vững tấm lòng trước những quy luật hung hăng, đừng dọa nát lòng những kẻ biết cầm gương. Chỉ cần một bàn tay ta sẽ có tan trong cảnh hoa đẹp, chỉ cần một thanh gươm đâm thủng mẽ tà tâm. Ngươi là hạng gái gì mà giữ tờ yêu tình? Tần Lĩnh Sơn, đây là cơ hội cuối cùng ta dành tặng cho ông. Đừng chống lại Đại Mông, chậm chờ chi mà quân chúa chưa xuống lệnh. Để cho lũ bày tôn tự nhiên tồn nô lệ. Nè, ta bảo ngươi câm. Ta nói nữa có sao không? Sư phụ, hãy theo anh dập ẩn trong sân đồng. Đại ca, hãy đi đi, để đại ca ở đây ngăn chặn bọn thiên sứ Mông Cổ. Không, muốn ở lại cùng đại ca. Đi, chỉ là bẩn biểu đại sư ta hành hôn. Đại ca, Tần Lĩnh Sơn, hãy mau giao nạp nửa mức bắt đầu, bằng không ông sẽ phải chết. Quận chúa Mông Cổ, hãy xem đây. Các thiên sứ ra tay. Dừng tay. Quận chúa Bạch Long Sứ, ông hãy vì ta mà tha mạng cho người ấy. Thế nào quận chúa cũng xin tha cho hắn, nhưng vì quận chúa tôi sẽ tha cho hắn một lần. Nhưng trước khi tha cho hắn, tôi phải làm tròn nhiệm vụ của người còn Mông Cổ. Giao lại cho ta nửa bức mật đồ. Quận chúa, đưa đây. Bạch Long Sứ, ông các thiên sứ hãy lui đi. Kìa, sao ông còn chưa đi? Quận chúa, nửa bức mật đồ là bảo vật thiêng liêng của người Mông Cổ, xin quận chúa hãy giữ gìn cẩn thận. Sơn ca, Sơn ca, Sơn ca có sao không? Sơn ca, Sơn ca. Quận chúa Mông Cổ, bà định làm gì tôi nữa đây? Không, bà hãy lùi ra đi. Hồn muội là quận chúa Mông Cổ sao? Thôi hết rồi, hết học rồi. Thiết sống trên thế gian này làm gì?
Đây, kiếm của ta đây. Bà hãy giết ta đi. Nợ của ta và bà, ta xin trả đủ hôm nay. Giết đi. Sơn ca, dòng nước nhặt lá chiều hôm trong kỷ niệm sâu xưa tan vỡ từ bao giờ. Sơn ơi, gặp nhau đây giây phút cũng xa rồi, dòng ly biệt càng khô dòng nước mắt hồ muối. Hãy nếp vào quê hương
Rồi sáng mai đây sơn sẽ vào nơi cát bụi em trao lại biên cương chờ đợi gió thu về. Lại cho Sơn Ca nữa bức mật đồ. Quận chúa, tại sao quận chúa lại trao nữa bức mật đồ cho tên người Tống? Im đi, có chuyện gì ta sẽ về chịu tội trước thiên triều và phụ hoàng. Quận chúa, hồ muội, ta biết phải làm sao đây. Sơn Ca, vì tình yêu của chúng mình, muội sẽ làm tất cả. Hồ muội, nơi nào có quận chúa Mông Cổ, nơi đó có Tri Hồn Kiếm Cổ Mộ Thiên.
đứng đứng trước một nhan sắc tuyệt trần như quận chúa thì thử hỏi có ai mà không muốn chứ. Ta sẵn sàng hầu hạ cho bất cứ ai, kèm theo đó một điều kiện. Đúng, dân trọn bức bậc đồ cho quê hương Mông Cổ. Điều đó chẳng khó khăn gì, bởi vì nữa bức bậc đồ thật ta đang cất giữ ở đây. Tại sao các ngươi cực? Nửa bức bậc đồ ngươi đang giữ là giả. Bức bậc đồ thật được làm bằng da dê. Khi soi vào ánh lửa thì những đường nét trên bức bản đồ sẽ hiện ra rõ ràng. Nếu không tin, ngươi thử mà xem. Quận chúa, nàng hãy mau giao cho ta nửa bức bản đồ. Ngươi hãy đi tìm tầng lĩnh sao mà lấy. Bích Long Sứ, hai bên trên giao, ta sẽ được lợi. Được, ta sẽ tìm hắn chiếm lại nửa bức bản đồ. Đứng lại. Quận chúa muốn gì? Ta muốn ngươi phải chết. Các thiên sứ, ra tay. Quận chúa, ta sẽ trở lại đây trả thù. Ta sẽ trở lại đây để trả thù. Đứng lại. Bạch Long Sứ, Bạch Long Sứ, kìa. Quận chúa, nhà ngươi có sao không? Quận chúa được lo cho vết thương võ mộ, mà quận chúa hãy lo cho thân phận của đời mình. Quận chúa, đây là mật thư của đại hạ, xin quận chúa hãy nhận lấy. Hồ Mão Xuyên, theo cấp báo, con đã phạm nhiều lỗi lầm trọng đại, đi ngược với quy điều của Mông Cổ, tội đáng gia hình. Nhưng muốn đối công chuộc tội, con phải tìm được trọn bức mặt đồ giao về cho Mông Cổ. Nếu con không làm tròn sứ lệnh, thì phải cấp bóc trở về quan ngoại để thọ tội trước thiên triều. Quận chúa buộc phải thi hành, vì đây là thiên lệnh. Thiên lệnh. Dù lòng ta quặn thắt đau thương, khi chọn một con đường bi thảm để sầu cho tương lai và dĩ vãng, ngựa buông cương cận kề bên quận chúa và mòn mỏi cao được đôi mắt kia lặng lẽ quay nhìn. Đôi mắt ta vì trận chiến đau thương đã khô cạn mất tình, ta vẫn xem thương
quận chúa. Quận chúa chỉ còn một con đường lựa chọn, hoặc vì tình yêu, hoặc vì quê hương Mông Cổ. Ta đã chọn lựa rồi. Cho ai? Cho quê hương Mông Cổ. Bạch Long Sứ, truyền lệnh các thiên sứ mai phục sẵn sàng chờ lệnh ta. Ta giết một người và đòi về ta một món nợ. Xin tuân lệnh. Trời lại nổi lên cơn bão nhỏ. Ta biết phải đi đâu? Ta biết phải về đâu? Tình yêu đã mất, mộng mỹ tan rồi. Đường giông rồi, một mình ta cô độc. Thằng nhỏ nói láo, thằng nhỏ nói xạo. Mày cô độc hay tao cô độc? Tại hạ cô độc. Vậy chứ tao hỏi mày, nhỏ này nhỏ nào đấy? Lão mới. Cái thằng vô duyên, đường mày mày đi, đường tao tao bước, chân mày mày đi, chân tao tao bước, đúng không? Dạ đúng. Đúng hả? Lão bối. Hết hồn mày. Tại hạ không có đùa với lão bối đâu đó. Thì tao không đâu đùa với mày, đúng không? Dạ. Thôi, lão bối và Lý cô nương á, hãy đi chỗ khác đi, để cho tại hạ được yên tĩnh. Nếu như mày muốn tao đi chỗ khác á, thì bây giờ mày giữ cái của nợ nó giùm tao đi. Nè, cô gái, nhớ nắm tay cho chặt đi nghe không? Cao huynh, tại sao cao huynh lại đối xử với Lý Hồng Miên như thế? Lý cô nương, tôi đã nói với Lý cô nương từ dạo ấy, tôi đã có rồi hình bóng một người thương. Nhưng người ta không hề yêu cao huynh, người ta đang ôm ấp một tình yêu khác, thì cao huynh còn chờ đợi làm gì nữa chứ? Dân đó là nỗi thầm lặng xót xa mà tôi không bao giờ trách. Vậy thì xin Lý Hồng Miên đừng dối trách tôi là một kẻ vô tình. Nhận ra thì mộng mị đã tan rồi, tôi lỗi thôi
cổ. Phải, ta đã hiểu rõ tâm tư của tráng sĩ. Ta muốn giúp tráng sĩ một tay để giữ lấy tình yêu. Bằng cách nào? Quy phục Mông Cổ, giết cả Tần Lĩnh Sơn. Giết Tần Lĩnh Sơn và quy hàng quân Mông Cổ. Điều đó sẽ không bao giờ gì đó không phải là ước vọng của đời ta. Đừng bày trò sáo thất nổi nha. Nhà ngươi quả là khù khờ ngu dại. Thảo nào đã để mất tình yêu, cứ lẩn quẩn là quanh trong cái dụng tuyệt vọng. Ta đã chọn rồi điều đau thương buồn khổ, thà chạy còn hơn để họ chịu đau. Đứng lại, giờ đây nhà ngươi chỉ được chọn một trong hai con đường. Đường nào? Một là quy phục thiên triều, còn hai là ngươi phải chết tại nơi đây. Vì hàng quân Mông Cổ, điều đó sẽ không bao giờ. Nhưng ta đã quyết định rồi, không có gì thay đổi được đâu. Các thiên sứ ra tay! Bạch Lộc Sứ, ngươi có sao không? Kể từ đây, Bạch Tướng không thể kể cần Hồng Hà quận chúa. Không, không. Không còn ngày ngày nhìn thấy quận chúa cưỡi ngựa trên thảo nguyên. Quận chúa, hãy nghe lời Bạch Tướng. Hãy bỏ tất cả để trở về quê hương Mông Cổ. Mình trở lại Giang Nam. Khi nào tìm trọn bức mặc đồ và phải tìm cho ra Bình Nhĩ Đệ. Để làm gì? Để cho Bình Nhĩ Đệ hiểu được tâm tình của đại ca Mang Tăng. Và để cho Nhĩ Đệ cùng sư muội vui chân xin bước chung đôi. Sư muội hãy hiểu cho đại ca. Vì đại ca đã nặng lòng yêu một cô gái khác. Đại ca, đại ca cho tiểu muội biết người con gái may mắn đó là ai. Là
có phải là Bảo Xuyên quận chúa? Trời ơi, đại ca đã yêu một người con gái đang dẫn quân về chà nát quê hương xứ sở, thì còn gì đó ước mong tình yêu mà em đã hoài mong chờ đợi thua băng đâu. Để cao nguyên bình hiểu được nỗi lòng của anh và sư phụ được ngắm cười nơi chính phủ. Đại ca ơi, nếu ước mong của tình yêu có thể đổi thay muôn chiều trăm hoa, thì ta đâu khổ đau vì tuyệt vọng. Chúng ta đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, mà hãy lo làm tròn nhiệm vụ. Theo lời của sư phụ dặn, nửa bức mật đồ được giấu sau lưng bức tượng Phật. Đây rồi, đây rồi, ta đã có trong tay trọn bức mật đồ. Đại ca, vậy mình hãy trở về Giang Nam ngay bây giờ. Không được, Tiên sư muội, muội phải cấp tốc trở về thành Tương Dương để tìm cho ra Bình Nhĩ Đệ. Nhưng nhị sư ca ra đi biển biệt thì tiểu muội biết đâu mà tìm chứ. Đệ hãy đến tìm gặp Hùng Ban Chủ, nói đại sư ca cần tìm Bình Nhĩ Đệ, ông ấy sẽ lo chu toàn cho muội. Còn đại ca? Đại ca sẽ trở về sao? Thôi, muội hãy lên đường cho thật sớm. Cứ vậy. Trở lại Giang Nam, đường bụi mịt mù chân viên, gói hành trang với chút niềm tâm xa em rồi, kỷ niệm cũng mù xa.
Bảo Xuyên ơi, tại sao em lại là người Mông Cổ? Hãy theo anh đi xa vùng trời đất này để mình được trọn vẹn yêu nhau. Bảo Xuyên, Bảo
xưa không ngọt ngào tình nghĩa thì chung rủ ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sâu. Sợ cả cũng đành ngắn cách cạn chung rượu này là vĩnh viễn chia tay. Hãy uống đi hột mùi người con gái tôi yêu. Và hãy tuốt kiếm đi hỡi Bảo Xuyên quận chúa. Chậm lại vài giây phút cuối, rượu tiễn hành còn chướng động bờ mối, tiếng tạ tình còn vang vọng đâu đây, lời tâm sự ngày nào như mây đó. Dẫn sâu ôi tôi buồn lệ trao rượu càng chung gia tư nâng che lòng dưỡng sâu che chia tay gia tư mãi đôi trời chia ly. Giá từ thôi quán thù ngắn vàng kỹ không.
về. Rượu cưới đã đến giờ quyết đấu, các thiên sứ đại môn tớ quyết trận bắt đầu. Bình Nhị Đệ, Nhị Đệ đã giết chết Bảo Xuyên của huynh rồi. Đại ca, đại ca ơi, đệ còn biết phải làm sao? Khi nàng đã toan sát hại đại ca khi huynh vừa buông tay kiếm, và dấu ân tình kia nó có nặng bằng non thay. Thì nắng núi sông còn thẳm sâu hơn biển rộng sông dài. Trước cánh lớn đau này, giữa hai nhà rẽ đau lòng, chúng ta đành phải chọn một con đường. Cao nguyên bình đường gươm, anh dẫu vô tình nhưng đã giúp em dẹp chung tình. Ta thành thật xin lỗi nàng. Anh hãy an tâm, dù có yêu thương nhau như thế nào thì biên cương thù hận đã chia lìa đôi ngả. Bình Nhị Đệ, tại sao đệ về được đúng lúc này? Đệ vừa bị quân Mông Cổ giam cầm, sao đệ thoát về đây được? Chính Bảo Xuyên Nguyễn Trung đã giải cứu cho đệ. Trời ơi, Bảo Xuyên, Bảo Xuyên. Sơ ca, Sơ ca ơi, đó là định số. Em đã nói với anh từ lần gặp gỡ đầu tiên. Bảo Xuyên. Sơ ca. Hãy subscribe.
Bảo Xuyên, Bảo Xuyên. Sơn ca, hãy gọi em là Hồ Mùi. Như ngày đầu gặp gỡ, như ngày đầu hai đứa mới vào yêu. Hồ Mùi, Hồ Mùi. Sơn ca, hãy ôm em vào lòng. Khi em được nhắm mắt lìa đời trong vòng tay của Sơn ca. Sơn ca, Sơn ca. Hồ Mùi, em yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.